quý khách, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Mô tô Ban Nha 79. Đây, một chiếc nách bay của nhà BMW. Phải nói rằng lâu lắm rồi Mô tô Ban Nha mới trở lại mua lại được chiếc BMW F800R của nhà BMW nha. Lâu lâu lắm rồi, cũng tầm 2 năm mấy 3 năm trước Mô tô Ban Nha có mua một chiếc và làm clip được các anh mua và đánh giá rất là cao, rất là xịn sò với dòng này nha. Hôm nay Mô tô Ban Nha được một người anh vô cùng quý, một người vị khách vô cùng quý. Khách hàng tham quan của Mô tô Ban Nha thường giao dịch và trao đổi Ban Nga cũng được nhiều xe rồi. Hôm nay anh nhường lại mấy hôm này, hôm nay mới có cơ hội để làm clip. Nhường lại cho chiếc BMW F800R đời 2017, đúng một chủ anh đập thùng mua mới tại hãng, rồi về dùng đến nay chỉ mới có 3.600 km thôi. Chiếc xe cực kỳ xịn sò đẹp, và hôm nay Mô tô Ban Nha làm giới thiệu đến các anh các bạn xem qua mà thấy hợp ý thì lựa chọn nha. Một dòng xe ngày trước rất là mắc tiền, hôm nay giá nhẹ nhàng lắm và dòng xe xịn lắm nha. Xe vô cùng xịn sò nhưng giá tiền sẽ vô cùng dễ chịu. Rồi. Coi cái ô đô, cái ô đô. Rồi, ô đô hôm nay 3.678 km rồi nha các anh các bạn. Chiếc xe tương đương 7 năm mà cặp chìa khóa còn mới tinh nè. Hai cái chìa khóa còn mới tinh nha. Miếng nhựa này còn đủ nha, mã vạch đây còn nguyên nha. Hai cái mốt chống trộm tìm xe rồi luôn nha. Quá là đỉnh chưa. Đây, một dòng nít bay tầm trung 800 phân khối của nhà BMW được trang bị nè. Dòng xe nó xịn, được trang bị cái gì cũng xịn hết trơn á. Giá nó sẽ vô cùng dễ chịu, lát sẽ báo giá nha. Chẳng hạn như là heo Rambo nè hả? Heo Rambo nè, phụ upside down nè. Thắng đĩa đôi nè. Bộ mâm nhìn vô là biết BMW nó xịn cỡ nào rồi hả? Nhìn vô là biết rồi. Rồi, với khối động cơ 800 phân khối, động cơ hai máy nha, động cơ hai máy và giải nhiệt bằng nước chắc chắn rồi, dung dịch bằng nước là chắc chắn rồi. Chiếc xe nè các anh coi nè, trong 7 năm rồi mà cái chất chiếc xe nó đẹp nè nè, quá ít đi luôn mà. Người anh rất là đáng quý gọi ra đổi chiếc xe và chiếc xe về hết sức là hài lòng, kể cả từ chân chống đứng nè, không có bị trầy sơn trước sơn gì bị dặm gì đâu nha. Rất rất đẹp nè. Dòng này là xài cái sườn nhôm nha, BMW xài sườn nhôm nên chiếc xe, cái xác xe nó nhẹ hơn ha. Rồi, nó có một điểm mà mình sẽ nói luôn. Mô tô Ban Nha lâu nay thì các anh biết rồi, có cái nào mình sẽ nói cái đó, và mình sẽ xử lý cái đèn này nè. Cái đèn rất là đẹp, xe ít đi và bộ đèn halogen mà đèn rất là đẹp. Nhưng đi đợt trước đi trời mưa đó, có trùm áo mưa, cái nó bị ngay cái chớ đèn này ha. Mình sẽ xử lý cái này, nó đạt được tầm 80%, nó sẽ còn cái dấu nhỏ ít, nhưng mà không sao đâu ha. Mình đó, các anh xem nè ha. Trùm áo mưa lên mà đi nóng quá nên dễ bị nha. Các anh dùng xe máy rồi mà đi mà trùm áo mưa, trời mưa để lâu quá là nó sẽ bị nóng nha. Bị nóng nó sẽ bị ố, bởi bản thân cái máy này là meca nha. Nó bị hấp nhiệt vô chỗ này nóng quá nó sẽ bị. Cái này mình sẽ cho đánh, cho xử lý, nó đạt được chắc cũng cỡ khoảng 7-80%, còn nhỏ thôi, rất nhỏ. Nhưng không sao nha. Bù lại thì chiếc xe cực kỳ đẹp, điểm nào cũng đẹp hết. Chỉ đó tí xíu mà thôi. Không có đâm đụng, không ngã đổ gì nha. Nhìn cây phuộc nè, rất đẹp nè ha. Cặp tay thắng nè, nó chưa hề có dấu mòn nha. Mình cam kết với các anh là xe này một chủ và ô đô đúng hết nha. Bao tay không bị mòn nè, cặp kính không hề có dấu gì luôn nè. Cặp kính đẹp luôn nè nha, rất đẹp.
cái Ambiza cũng vậy, cái tay Ambiza cũng vậy ha. Rất rất đẹp. Cái nước sơn này màu xanh nhám nha, không phải là xanh mờ chứ không phải là xanh bóng. Rồi. Cái tông chủ đạo của BMW thường thì mong tông màu là trắng xanh. Các anh biết rồi hả? Tông màu trắng xanh. Cái áo này cũng vậy nè, áo BMW nè. Rồi, mình được tặng tông màu trắng xanh. Rồi dòng này đây, các anh em xem nè. Đó, nhìn dùng ít nên rất rất đẹp. Dòng này nhẹ nha, các anh đi mua về đi phố. Cái này thắng điện luôn thôi, thắng hỗ trợ, thắng báo điện luôn thì phải đó. Đúng rồi, có cộng dây điện này ha. Cái này mình sẽ tìm hiểu thêm sâu, thêm một tí, lâu lâu mới mua gặp chiếc này. Thắng ABS thì chắc rồi, mà cái đó có cảm biến điện nữa hay sao á. Rồi, cái đó mình sẽ cập nhật sau. Còn các anh có muốn cập nhật trước thì gõ vô coi thử ha. Chứ không phải cái gì mà Nga cũng biết đâu, có những cái không biết đâu nha. Các anh có gì các anh biết thì các anh chia sẻ với nha. Mình chỉ biết về chất lượng xe và có nhiều lắm lúc công nghệ nhiều khi cập nhật không kịp, mới già rồi. Cập nhật nó không kịp, mong các anh thông cảm. Lại đổ thừa cho già nữa. Rồi. Đây nha, nhông sên dĩa. Mới có 3.000 thì bộ nhông sên dĩa rất đẹp. Bản thân gấp này cũng gấp nhôm nha, sườn nhôm, gấp nhôm. Đó, nên cái xác xe nó chỉ 201kg mà thôi. Thắng ABS trước sau, heo Rambo, heo trước Rambo, heo sau Rambo hết nha. Rồi, được anh Long vô cây bô, anh chủ vô cây bô carbon ha. Rồi, rất đẹp. Cây bô jean còn nha, quý khách mua thì mình sẽ giao tặng luôn ha. Chủ tặng mình cái nào thì mình cũng sẽ tặng y lại cái đó để cho người sau dùng. Vì cái đó anh chủ cũ anh đã làm, thường những chiếc xe lên nó lên những cái đồ như vậy nó đã viên rồi thì mình sẽ tặng luôn ha. Cái này tháo ra đắp cũng đơn giản lắm, các anh tháo ra lắp vô nó đoạn chỗ này thôi. Nhưng mà đã lên cái bô carbon này rồi thì mình nổ nghe luôn thử coi. Nãy nghe rồi giờ nghe lại nha. Hay lắm à. Động cơ hai máy lên cái bô này ấm nha, ấm hay dễ chịu lắm. Thoáng chứ không phải rằng là rác hay là bị êm quá đâu. Lên mua đồ chơi thì không vậy đâu. Rồi, từ trong này ra rất đẹp ha. Đó, từng chi tiết từng ốc rồi hết nha, rất đẹp từ trên xuống dưới. Khi dưới gầm là cho các anh biết nha. Rồi, rất đẹp nè. Thắng này đạp số này không có ship nha các anh, không có ship này. Cái cục này là cục chia thắng ha, thắng ABS nó truyền về ha. Rồi bình dầu nó về truyền về khu vực đó. Rất mới nè, không trầy xước xe này, không trầy xước không gì hết. Bữa rồi có dán keo về có lột ra nên nó mới vậy đó. Nè, dòng này đổ xăng ở đây nè nha các anh, các bạn. Rồi đổ xăng ở đây. Rồi nó mới quá thôi, mình hạ xuống á. Chiếc xe 7 năm trời mà nó như vậy thì chiếc xe siêu chất rồi. Đó, thấy nó mới nhìn, dựng chống đứng nhìn tưởng nó cao nhưng mà thật ra nó không có cao. Chiều cao yên này chỉ 780 thôi. Đó, mình ngồi muốn để cái giò được luôn nè. Đó, muốn bằng giò luôn được luôn á. Hay cộng với cái xác xe 201kg thôi thì chiếc xe này vô cùng lanh xe. Chạy nhẹ lắm nha, cục máy này chạy cực kỳ sướng luôn. Chạy cái độ lanh xe các anh em chạy thì sẽ biết ha. Cảm nhận nó sướng, không nói quá đâu nha. Rồi đây báo km, con này báo dòng tua máy nha. Thông số có báo bên này. Bên này
Dòng này có chỉnh phuộc nha, lựa chọn chế độ chỉnh phuộc nha, nặng nhẹ tùy thích mình nha. Rồi, đủ rồi, dòng này này có bao tay sự ấm rồi luôn ha. Nói chung được BMW mà trang bị là tương đối là đầy đủ với một dòng xe tầm trung, tầm trung về cái phân khối và tầm trung về cái giá tiền. Thật ra nó tầm trung của giá tiền của nhà BMW thì nó cũng nhiều tiền của người khác ha. Giá chiếc này ngày trước 2017 đập thùng theo giá niêm yết mình được biết thì 539 triệu. Nếu mà ra tên xong chiếc này tầm 570 triệu ha, 500 mấy chục triệu cho chiếc xe này đập thùng xe mới. Còn giá hôm nay chiếc này có giá bán 195 triệu nha, 195 triệu cho chiếc BMW F800. Odo chỉ mới có 3.000 thôi nha, cực kỳ can xịn đẹp luôn á. Mình nghĩ chắc chiếc xe này các anh sẽ đón nhận nhanh thôi. Một dòng xe xịn ngày trước 500 mấy chục triệu, hôm nay giá chưa tới 200 triệu, một cái giá vô cùng dễ chịu, mua trải nghiệm nha các anh, xịn sò lắm. Rồi các anh có thích thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319854 nha. Mô tô Vang Nha thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân này luôn. Có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn, xe về mình thường cập nhật trên đó. Và tiện các anh nếu chưa biết Vang Nga thì cập nhật trang cá nhân để cho biết ha, để hiểu hơn, để giao dịch nó an toàn hơn nha. Rồi xe mua mới tại hãng nhập khẩu hải quan chính ngạch thì việc công chứng sang tên rút gốc gì đây đâu cũng ok hết. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh một chủ. Rồi Văn Nga nói sao trên này thì nó đúng y như vậy. Sai bất kể cái gì, quý khách thấy trên này mà về không đúng, quý khách không bao giờ mẻ xu nào hết, phát sinh chi phí mình sẽ chịu. Các quý khách ở xa thì quý khách chỉ cần đặt cọc 20 triệu mình sẽ vận chuyển đến tận nơi. Quý khách ok hết, quý khách chuyển tiền. Rồi còn giữ lại 10% khi rút xe xong thì quý khách thanh toán. Chứ cũng không ở xa vẫn xem được clip. Rồi xe đến nơi kiểm tra thêm một lần nữa. Nên mọi thứ nó an toàn, tuyệt đối 100% về quyền lợi của quý khách. Quý khách khi giao dịch những chiếc xe nó lớn lớn tiền ha. Không riêng chiếc này và kể cả tất cả xe trong này luôn. Cái gì cái chứ Văn Nga cũng phải đảm bảo điều đó 100% vì cái lợi ích và sự an toàn khi giao dịch của quý khách. Các anh mà thấy mình sai điểm nào thì cập nhật nha. Mình chắc chắn một điều mình sẽ lắng nghe, mà mình chưa thấy mình sai điểm nào hết. Rồi rất là chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Motovan Nga. Rồi xin chào tất cả và chúc mọi người sức khỏe. Đã.